Em chào quý anh chị cộng đoàn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương 21 đến chương 29 của phần sách ký sự 1. Trước khi vào nội dung bài, em mời quý anh chị chúng ta dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa và Mẹ Maria, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Thiên Chúa, lạy Mẹ Maria, xin Thiên Chúa và Mẹ ban bình an cho chúng con trên toàn thế giới này. Xin Thiên Chúa và Mẹ nâng đỡ những tâm hồn tội lỗi của chúng con. Chỉ có bảo thông tin hiện nay và sự gian dối của loài người, xin Chúa và Mẹ hãy hướng dẫn soi đường chỉ lối cho chúng con, xin ban cho chúng con trí khôn để chúng con nhìn biết được đâu là sự thật lời của Chúa, để chúng con đi đúng con đường Chúa và Mẹ mong muốn. Lạy Thiên Chúa và Mẹ Maria, xin cứu rỗi tâm hồn của chúng con để mai này chúng con được về đoàn tụ trên thiên đàng cùng Chúa và Mẹ. Chúng con tạ ơn Chúa, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bài nhỏ: tiến tới việc xây cất đền thờ. Phần kiểm tra dân số chương 21 câu 1: Satan đứng lên phá hại Israel và nó xui David làm sổ Israel. Câu 2: David mới bảo Joab và các tướng lĩnh cai dân đi tính sổ Israel từ Ba-e-xê-ba đến Dan, rồi báo cáo lại cho ta biết số dân là bao. Câu 3: Joab thưa xin Giave tăng thêm người gấp trăm lần số họ. Tâu đức vua chúa công tôi, há hết thảy họ lại không phải là bầy tôi của chúa công cả sao? Hà cớ ngài phải đòi điều này? Tại sao lại xảy ra trọng tội trong Israel? Câu 4: Nhưng lời của vua rất có uy thế đối với Joab, nên Joab đã ra đi rảo khắp Israel, đoạn ông trở về Jerusalem. Câu 5: Joab đã đệ lên David số dân đã kiểm tra được. Israel có 1.100.000 người túc gươm được. Juda có 470.000 người túc gươm được. Câu 6: Nhưng Joab đã không kiểm tra Levi và Benjamin trong số ấy, vì Joab cho lời vua là một điều gỡ phần ôn dịch và tha thứ. Câu 7: Điều ấy đã trái mắt Thiên Chúa, khiến người đã sát phạt Israel. Câu 8: Và David thưa với Thiên Chúa: Tôi đã phạm tội rất nặng mọi điều tôi đã vừa làm, nhưng bây giờ xin người bỏ qua tội của tôi tớ người, vì tôi đã cư xử quá điên rồ. Câu 9: Giavi phán với Ga thầy chim của David rằng. Câu 10: Hãy đi nói với David. Giavi phán thế này: Ta ra cho ngươi ba điều, ngươi hãy chọn lấy một điều trong ba điều ấy và ta sẽ thi hành cho ngươi. Câu 11: Ga đến gặp David và nói với ông. Giavi phán thế này: Hãy chọn lấy. Câu 12: Hoặc là 3 năm đói kém, hoặc là 3 tháng tẩu thoát trước mặt kẻ địch của ngươi và gươm kẻ thù sẽ thấu tới ngươi, hoặc là 3 ngày gươm của Giavi ôn dịch trong sứ và thần sứ Giavi tàn sát khắp bờ cõi Israel. Bây giờ hãy nhìn xem tôi phải trả lời làm sao cho đấng sai tôi. Câu 13: David nói với Ga: Tôi bồi hồi quá đổi, thà tôi xa tay Giavi còn hơn, vì lòng lân mẫn của người lớn lao vô lượng, nhưng xin cho tôi đừng phải xa tay người phàm. Câu 14: Giavi đã giáng ôn dịch trên Israel và 70.000 người trong Israel đã ngã gục. Câu 15: Thiên Chúa sai một thần sứ đến Jerusalem để tàn sát thành. Trong khi ngài tàn sát thì Giavi thấy và người đã hối tiếc về tai họa xảy ra và người phán với thần sứ tàn sát: Đủ rồi, bây giờ hãy nớ tay. Thần sứ Giavi bấy giờ đứng bên sân lúa của Onan người Jebusi. Câu 16: David ngước mắt lên thì thấy thần sứ Giavi đứng giữa trời và đất, gươm tuốt nơi tay dương ra trên Jerusalem. David và hàng kỳ mục mình mặc bao bị mới phục mặt xuống. Câu 17: David thưa với Thiên Chúa: Không phải chính tôi đã ra lệnh tính sổ dân sao? Chính tôi có tội và đã làm sự dữ. Các con chiên ấy, chúng đã làm gì lại Giavi Thiên Chúa của tôi? Xin tay người giáng xuống trên tôi và nhà cha tôi, chớ đừng giáng đánh phạt dân của người. Phần xây tế đàn. Câu 18: Thần sứ Giavi bảo Ga nói với David là phải lên dựng tế đàn kính Giavi trên sân lúa của Onan người Jebusi. Câu 19: Và David đã lên theo lời Ga, đã nói nhân danh Giavi. Câu 20: Onan ngoảnh lại thì thấy thần sứ, bốn người con của ông ở bên ông đã đi ẩn núp. Onan bấy giờ đang lo việc đạp lúa miếng. Câu 12: David đến gần Onan. Onan nhìn và thấy David thì
đã từ săn lúa đi ra và bái lạy David mặt sát đất. Câu 22, David nói với Onan, để lại cho ta săn lúa, để ta xây ở đó tế đàn kính Gia-vê. Hãy để lại cho ta với giá bạc sòng phẳng, để cho tay ương giáng xuống trên dân được chấm dứt. Câu 23, Onan thưa với David, xin ngài cứ lấy điều gì đẹp mắt ngài, xin đức vua chúa công tôi cứ làm. Coi, tôi xin dân bò làm hy sinh thượng hiến, bàn đạp lúa làm củi và lúa miếng làm lễ cúng. Tôi xin dân tất cả. Câu 24, vua David nói với Onan, không, ta định tạo lấy với giá bạc sòng phẳng, ta không muốn dâng lên Gia-vê điều thuộc về ngươi và thượng tiến một lễ thượng hiến không có giá. Câu 25, vậy David đã trả cho Onan vì chủ ấy bằng giá vàng cân đủ 600 sa-queo. Câu 26, David đã xây ở đó tế đàn kính Gia-vê và ông đã thượng hiến lễ tế thượng hiến và kỳ an. Ông đã kêu khấn Gia-vê và người đã nhậm lời ông bằng cho lửa bởi trời xuống trên tế đàn thượng hiến và lửa đã thiêu cháy thượng hiến. Câu 27, và Gia-vê đã truyền cho thần sứ sỏ gươm vào vỏ. Câu 28, lúc bấy giờ khi David thấy được là Gia-vê đã nhậm lời ông ở sân lúa Onan người Giê-bu-si, ông đã tế lễ ở đó. Câu 29, đã hẳn nhà tạm Gia-vê Mô-sê đã làm trong sa mạc và tế đàn thượng hiến bấy giờ ở tại cao đàn Ga-ba-ôn. Câu 30, nhưng David đã không thể đi trình diện thỉnh vấn Thiên Chúa vì gươm của thần sứ Gia-vê làm ông kinh hãi. Chương 22, câu 1, vậy David nói, đây chính là nhà của Gia-vê Thiên Chúa, đây là tế đàn thượng hiến của Israel. Phần chuẩn bị xây các đền thờ. Câu 2, David phải thâu hộp lại những người dị chủng trên đất Israel và ông đặt họ làm thợ đá, đẽo đá vuông để xây nhà của Thiên Chúa. Câu 3, David cũng đã dọn sẵn cả đống sắt để làm đinh đóng kính cửa và móc sắt, cùng với đồng nhiều không lường được. Câu 4, gỗ bá hương cũng vô số vì dân Sidon và Tyro tải đến cho David cả đống gỗ bá hương. Câu 5, David tự nhủ, Salomon con ta còn trẻ và non dại, mà nhà xây kính Gia-vê là cực kỳ vĩ đại, lừng danh hiển hách khắp mọi xứ, vậy ta phải sắm sửa cho nó. Nên David trước khi chết đã sắm sẵn mọi sự nhiều vô kể. Câu 6, đoạn ông gọi Salomon con ông và truyền phải xây nhà cho Gia-vê Thiên Chúa của Israel. Câu 7, David nói với Salomon, con ơi, ta đã lập tâm xây nhà cho danh Gia-vê Thiên Chúa của ta. Câu 8, nhưng lời Gia-vê đã đến với ta mà rằng, ngươi đã đổ máu quá nhiều và đã đánh những trận giặc lớn, ngươi sẽ không xây nhà cho danh ta vì đã đổ nhiều máu trên đất trước nhan ta. Câu 9 này, ta sẽ cho ngươi một người con, nó sẽ là một người an nhàn, ta sẽ cho nó được an nhàn khỏi mọi địch thù xung quanh vì tên nó sẽ là Salomon. Và những ngày của nó ta sẽ ban hòa bình và yên ổn trên Israel. Câu 10, chính nó sẽ xây nhà cho danh ta, nó sẽ là con ta và ta sẽ là cha nó. Ta sẽ cho ngay nó được thiên vững trên Israel mãi mãi. Câu 11, bây giờ, con ơi, xin Gia-vê ở với con cho con được thành công xây các nhà của Gia-vê Thiên Chúa ta thờ, như người đã phán về con. Câu 12, chỉ xin Gia-vê ban cho con tinh khôn hiểu biết khi người đặt con cai Israel và cho con biết giữ luật của Gia-vê Thiên Chúa con thờ. Câu 13, bây giờ con sẽ thành công nếu con tuân giữ thi hành các luật đều phán quyết đã truyền Mô-xê dạy cho Israel. Hãy ở mạnh mẽ và can đảm, đừng sợ hãi, đừng nhát gan. Câu 14, này đây ta phải vất vả mới sắm sẵn cho nhà Gia-vê 100.000 tạ vàng và 1 triệu tạ bạc, còn đồng và sắt thì không lường được vì quá nhiều, gỗ đá ta cũng đã sắm sẵn, con sẽ kiếm thêm. Câu 15, còn có với con một số đông nhân công, thợ đá, thợ nề, thợ mộc và đủ thứ người sành nghề về mọi công việc. Câu 16, vàng bạc, đồng sắt, thật là vô số. Hãy trỗi dậy và tra tay vào việc, xin Gia-vê ở với con. Câu 17, David truyền cho các tướng lĩnh Israel hết thảy phải tiếp tay cho Salomon con ông. Câu 18, Gia-vê Thiên Chúa của các ông lại đã không ở với các ông đó sao? Người đã cho các ông được an cư tứ phía vì người đã phó nộp tay tôi dân cư trong xứ và cả xứ đã quy phục trước mặt Gia-vê và trước mặt dân người. Câu 19, bây giờ các ông hãy dốc cả lòng cả linh hồn vào việc tìm kiếm Gia-vê Thiên Chúa của các ông, trỗi dậy và xây các thánh điện của Gia-vê Thiên Chúa để kiệu khám
Giao ước của Giave và các đồ thánh của Thiên Chúa vào nhà phải được xây lên cho danh Giave. Phần thứ bậc và phục vụ các Levit. Chương 23 câu 1. Khi David đã già và no đầy tuổi tác thì ông đã đặt Salomon con ông lên làm vua trên Israel. Câu 2. Rồi ông triệu tập tất cả các người cầm đầu của Israel và hàng của hàng tư tế và Levit. Câu 3. Người ta làm sổ các Levit từ 30 tuổi trở lên, số đàn ông từng người một là 38.000 người. Câu 4. Và vua David truyền 24.000 người của họ phải cai quản các việc nơi nhà Giave, 6.000 làm ký lục và thẩm phán. Câu 5. 4.000 người giữ cửa và 4.000 người lo việc ngợi khen Giave với các nhạc khí ta đã chế tạo để dâng lời ngợi khen. Câu 6. David đã chia họ ra làm nhiều bộ bang theo số các con của Levi là Gershom, Kohath và Merari. Câu 7. Thuộc họ Gershom gồm có La-ơ-đan và Si-mơi. Câu 8. Con cái của La-ơ-đan gồm đầu là Giê-khi-eo, rồi Giê-tam và Yô-eo, ba người. Câu 9. Con cái của gồm có Solomit, Kaziel và Haran, ba người. Đó là các chủng tộc của La-ơ-đan. Câu 10. Con cái của Si-mơi gồm có Gia-khát, Di-za, Dơ-ớt, Bơ-ri-a. Đó là bốn người con của Si-mơi. Câu 11. Gia-khát là đầu và Di-za là thứ. Dơ-ớt và Bơ-ri-a không đông con nên chỉ là một thành một gia tộc thuộc một phiên thứ. Câu 12. Con cái của Quơ-hát gồm có Abram, Di-sa, Hê-bơ-rôn, Du-di-eo, bốn người. Câu 13. Con cái của Abram gồm có A-ha-rôn và Mô-sê. A-ha-rôn đã được tách riêng khiến ông và con cái ông giữ mãi mãi việc hiến thánh những điều cực thánh và hung yên trước nhan gia về phụng sự người và chúc lành nhân danh người mãi mãi. Câu 14. Mô-sê là người của Thiên Chúa. Các con ông được liệt hàng chi tộc Lê-vi. Câu 15. Con cái của Mô-sê gồm có Gô-sôm và Eliezer. Câu 16. Con cái của Gô-sôm gồm có Su-ba-eo là con đầu. Câu 17. Con cái của Eliezer là Rê-kha-bi-a, con đầu. Eliezer không có con nào khác nữa, còn con của Rê-kha-bi-a thì lại rất là đông. Câu 18. Con cái của Di-sa là Sô-lô-mít là con đầu. Câu 19. Con cái của Hê-bơ-rôn là Zê-ri-a-za-hu là con đầu. A-ma-ri-a là con thứ, Zakha-zi-eo là con thứ ba và Dơ-wa-mơ-am là thứ tư. Câu 20. Con cái của Du-zi-eo là Mi-ca là con đầu, Di-si-ya là thứ. Câu 21. Con cái của Mơ-ra-ri là Ma-ca-li và Mu-si. Con cái của Ma-ca-li gồm có Eli-a-zát và Quýt. Câu 22. Eli-a-zát chết mà không có con trai, ông chỉ có con gái và con cái Quýt, tức là anh em chú bác đã cưới họ. Câu 23. Con cái của Mu-si gồm có Ma-ca-li, E-đe-a và Zê-rô-mớt, ba người. Câu 24. Đó là con cái Lê-vi theo các gia tộc của họ, toàn là những tộc trưởng đã kiểm tra theo sổ nhân danh từng người một vì những người thi hành việc phục vụ ở nhà Gia-vê từ 20 tuổi trở lên. Câu 25. Ấy là vì David đã nói Gia-vê Thiên Chúa của Israel đã cho dân người được an cư và người sẽ lưu ngộ ở Jerusalem mãi mãi. Câu 26. Và như vậy các Lê-vi không còn phải chuyên chở nhà tạm và tất cả các đồ đạc dùng để phục vụ nhà tạm. Câu 27. Chính theo các lời sau hết của David mà việc tính sổ các con cái Lê-vi được thi hành từ 20 tuổi trở lên. Câu 28. Vì thế chỗ của họ là ở bên kia con là ở bên con cái A-ha-rôn mà lo phục vụ nhà Gia-vê ở nơi tiền đình, các phòng, lo tất cả các đồ vật thánh cho được sạch sẽ và việc phục vụ ở nhà của Thiên Chúa. Câu 29. Là lo đánh bánh trưng hiến, bột tinh lúa miếng dùng vào lễ cúng, bánh tráng không men, rán chảo hay trôi nước. Họ cũng lo đến mọi điều liên can đến dung lượng và đo lường. Câu 30. Và mỗi buổi sáng họ phải đứng chầu mà hát lời cảm tạ ngợi khen Gia-vê, mỗi buổi chiều cũng vậy. Câu 31. Cùng mỗi khi có thượng tiến hy sinh thượng hiến cho Gia-vê và các hưu lễ, ngày sóc lễ bái, họ phải phục vụ luôn luôn trước nhan Gia-vê cho đủ số người đã quy định cho họ. Câu 32. Họ phải canh giữ hầu hạ trướng tao phùng, hầu hạ cung thánh, hầu hạ con cái A-ha-rôn, anh em họ mà phục vụ tại nhà Gia-vê.
phần thứ bậc các tư tế chương 24 câu 1. Con cái của Aharon cũng có phiên thứ của họ. Con cái của Aharon gồm có Nada, Abihu, Eliasad và Ithamar. Câu 2, nhưng vì Nada và Abihu đã chết trước mặt cha họ mà không có con trai nên chỉ có Eliasad và Ithamar đã xung chức tư tế. Câu 3, David cùng Sado thuộc hàng con cái của Eliasad và Achimelet thuộc hàng con cái của Athima đã chia họ ra làm nhiều phiên thứ để lo phục vụ. Câu 4, nhưng người ta thấy được là con cái của Eliasad vì số đinh tráng thì nhiều hơn số con cái của Ithamar nên người ta đã chia con cái của Eliasad làm 16 gia tộc cùng với tộc trưởng và con cái của Ithamar làm 8 gia tộc. Câu 5, người ta đã bắt thăm mà chia họ bên này cũng như bên kia vì có thánh trưởng và thần trưởng trong hàng con cái Eliasad cũng như trong hàng con cái Ithamar. Câu 6, và Shemaia con của Nathaniel ký lục hàng Levit viết họ vào sổ trước mặt vua và các tướng lĩnh cùng Sado vị tư tế, Achimelech con của Ebiatat, các tộc trưởng của hàng tư tế và Levit. Người ta rút thăm mỗi lần một gia tộc và lại một gia tộc cho Eliasad và chỉ rút mỗi lần một gia tộc cho Ithamar. Câu 7, thăm thứ nhất trúng Jehoiari, thăm thứ hai trúng Jedaya. Câu 8, thăm thứ ba trúng Karim, thăm thứ tư trúng Seorim. Câu 9, thăm thứ năm trúng Makilla, thăm thứ sáu trúng Miyamin. Câu 10, thăm thứ bảy trúng Hawo, thăm thứ tám trúng Abiyat. Câu 11, thăm thứ chín trúng Yeshua, thăm thứ 10 trúng Shekaniahu. Câu 12, thăm thứ 11 trúng Eliasi, thăm thứ 12 trúng Yawim. Câu 13, thăm thứ 13 trúng Khumba, thăm thứ 14 trúng Yiseba. Câu 14, thăm thứ 15 trúng Biga, thăm thứ 16 trúng Imer. Câu 15, thăm thứ 17 trúng Khizi, thăm thứ 18 trúng Habisel. Câu 16, thăm thứ 19 trúng Bertakia, thăm thứ 20 trúng Jehewel. Câu 17, thăm thứ 21 trúng Gia-kinh, thăm thứ 22 trúng Gia-gamun. Câu 18, thăm thứ 23 trúng Đa-la-yahu, thăm thứ 24 trúng Ma-a-zahu. Câu 19, đó là phiên thứ của họ để vào nhà Gia-vê phục vụ, chiếu theo quy định họ đã chịu lấy nhà, họ đã chịu lấy nhờ tay Aharon cha họ, như Gia-vê Thiên Chúa của Israel đã truyền cho ông. Câu 20, về con cái Levi còn lại, thuộc về con cái Abram, gồm có Subael, thuộc về con cái của Subael, Jehedeyahu. Câu 21, còn về Rechabiyahu, thuộc con cái Rechabiyahu, đầu là Jisiyah. Câu 22, thuộc về họ Jisa, gồm có Salomot, thuộc con cái Salomot, gồm có Yakhat. Câu 23, thuộc về họ Hebron, gồm có Jeriyahu, thuộc con cái Jeriyahu. Amayahu là thứ, Yakhaziel là thứ ba, Yewamaram là thứ tư. Câu 24, con cái của Uziel là Mika, thuộc con cái Mika, Sami. Câu 25, em của Mika là Jisiya, thuộc con cái Jisiya, gồm có Yakarayahu. Câu 26, con cái của Merari gồm có Makhli và Musi. Câu 27, con cái của Merari do con ông là Yaziyahu gồm có Soham, Yaku và Ibri. Câu 28, thuộc về Makhli gồm có Eleazar, ông này tự tuyệt không con. Câu 29, và Wish, con cái của Wish gồm có Zerachmea, gồm có Jerachmeel. Câu 30, con cái của Musi gồm có Makhli, Ida, Zerimot. Đó là con cái hàng Levi theo các gia tộc của họ. Câu 31, họ cũng được bắt thăm một thể như anh em họ là con cái Aharon trước mặt vua David và Sado, Achimedes, các tộc trưởng của hàng tư tế và Levi, gia tộc của người đứng đầu hết, cùng một thể như gia tộc anh em nhỏ nhất. Phần các ca sinh, chương 25 có một, David và những viên quan trong coi phục vụ đã tách riêng con cái Asaph, Heman và Jedutun.
Những người tuyên sấm với đàn sắt, đàn cầm và chấm chọe, số những người xông vào ngành phục vụ của họ như thế này. Câu 2. Thuộc hàng con cái Asaph gồm có Gia-khô, Joseph, Netania, Asarel, 4 người. Các người này là con cái của Asaph, họ theo chỉ thị của Asaph, người tuyên sấm theo chỉ thị của vua. Câu 3. Thuộc về Gia-đô-tun. Con cái của Gia-đô-tun gồm có Gadalajahu, Sori, Isayahu, Simei, Khasabiyahu, Matiyahu, 6 người. Họ theo chỉ thị của cha họ là Gia-đô-tun, người tuyên sấm với đàn cầm khi hát lời cảm tạ ngợi khen Gia-vê. Câu 4. Thuộc về Heman. Con cái của Heman gồm có Bugiyahu, Matanayahu, Juziel, Subael, Zerimot, Khananya, Khanani, Eliatat, Gidali, Romati, Ezer, Zober, Wasap, Maloti, Hoti, Makaziot. Câu 5. Tất cả các người ấy là con của Heman, thầy chim của vua, theo lời Thiên Chúa nữa. Theo lời Thiên Chúa hứa, người sẽ cho ông, cho uy ông được dương cao. Thiên Chúa đã ban cho Heman 14 người con trai và 3 người con gái. Câu 6. Đó là con cái hàng Levi theo các gia tộc của họ. Câu 31. Họ cũng được bắt thăm, một thể như anh em họ là con cái Aharon trước mặt vua David và Sador, Achimelech, các tộc trưởng của hàng tư tế và Levi. Gia tộc của người đầu hết cũng một thể như gia tộc của anh em nhỏ nhất, phần các ca sinh. Câu 6. Tất cả các người ấy đều theo chỉ thị của cha họ trong việc hát sướng ở nhà Gia-vê, với chủng chọe, với đàn cầm, đàn sắt mà phục vụ ở nhà Thiên Chúa theo chỉ thị của vua. Asaph, Gia-đô-tun và Heman. Câu 7. Số người của họ, kể cả anh em họ, những người thuần thục về ca hát mừng Gia-vê và hết thảy đều lão luyện, là 288 người. Câu 8. Người ta bắt thăm chia phiên thứ, người nhỏ cũng một thể như người lớn, từ người lão luyện đến kẻ đang tập nghề. Câu 9. Thăm thứ nhất rút trúng người lão luyện. Thăm thứ nhất rút trúng Asaph, tức là Joseph, anh em và các con ông 12. Thứ hai là Gedaliahu, ông và anh em các con của ông 12. Câu 10. Thứ ba là Gia-khu, các con và anh em ông 12. Câu 11. Thứ tư là Sisri, các con và anh em ông 12. Câu 12. Thứ năm là Netanyahu, các con và anh em ông 12. Câu 13. Thứ sáu là Buiyahu, các con và anh em ông 12. Câu 14. Thứ bảy là Asarel, các con và anh em ông 12. Câu 15. Thứ tám là Yesayahu, các con và anh em ông 12. Câu 16. Thứ chín là Metanyahu, các con và anh em ông 12. Câu 17. Thứ 10 là Simei, các con và anh em ông 12. Câu 18. Thứ 11 là Ayarel, các con và anh em ông 12. Câu 19. Thứ 12 là Khasabia, các con và anh em ông 12. Câu 20. Lần thứ 13 là Subael, các con và anh em ông 12. Câu 21. Lần thứ 14, Matiyahu, các con và anh em ông 12. Câu 22. Lần thứ 15, cho Jeremoth, các con và anh em ông 12. Câu 23. Lần thứ 16 cho Khananyahu, các con và anh em ông 12. Câu 24. Lần thứ 17 cho Yober Wasat, các con và anh em ông 12. Câu 25. Lần thứ 18 cho Khanani, các con và anh em ông 12. Câu 26. Lần thứ 19 cho Eliatat, các con và anh em ông 12. Câu 28. Lần thứ 21 cho Hotit, các con và anh em ông 12. Câu 29. Lần thứ 20 cho Gaditi, các con và anh em ông 12. Câu 30. Lần thứ 23 cho Makaziot, các con và anh em ông 12. Câu 31. Lần thứ 24 cho
Romanti, các con và anh em ông 12. Phần các người giữ cửa, chương 26 câu 1. Vì các ban giữ cửa thuộc họ Gora gồm có Meselemiyahu, con của Gora thuộc hàng con cái Ebiyasap. Câu 2. Meselemiyahu có con là Zakariyahu, con đầu. Jeriael là con thứ. Jebadihu là thứ ba. Jadniel thứ tư. Elam, câu 3. Elam thứ năm. Jehohanan thứ sáu. Eljehenai thứ bảy. Câu 4. Obed-edom có con là Shemaiah con đầu. Jehoiadat con thứ. Joa thứ ba. Saka thứ tư. Netanel thứ năm. Câu 5. Amiel thứ 6. Isakha thứ 7. Beulatai thứ 8. Vì Yahvê đã chúc lành cho ông. Câu 6. Shemaiah con của Obed-edom cũng được có nhiều con sinh ra, những người có y thế trong gia tộc, vì là những bậc anh tài. Câu 7. Con cái của Shemaiah là Othni, Jobeel, Obed, Eljaba và anh em họ. Những người tài cán là Elihu, Samakia, Yuhu. Câu 8. Tất cả các người này đều thuộc họ hàng con cái Obed-edom. Họ cùng con cái và anh em của họ, những người tài cán đang sức phục vụ 62 người thuộc Obed-edom. Câu 9. Còn của Meselemiyahu, con cái và anh em những người tài cán 18 người. Có 10. Khosa thuộc hàng con cái Merari, có con là Shimri, vì con đầu lòng không còn nên cha ông đã đặt ông làm đầu. Có 11. Khiwiyahu là thứ. Tabalayahu thứ 3. Zakariyahu thứ 4. Tất cả con cái và anh em của Khosa 13 người. Có 12. Các ban giữ cửa này tùy theo số đinh tráng của họ có nhiệm vụ cũng một thể như anh em họ là phụng sự nhà Gia-vi. Câu 13. Họ đã bắt thăm vì mỗi cửa, bắt luận là gia tộc của họ thuộc người nhỏ hay kẻ lớn. Câu 14. Vì hướng đông thăm nhằm Selemiyahu, đoạn người ta bắt thăm cho cả Zakariyahu, con ông, một vị cố vấn minh mẫn, và thăm của ông đã trúng hướng bắc. Câu 15. Vì phần Obed-edom hướng nam, còn con cái ông thì giữ nhà kho. Có 16. Trúng Khosa hướng tây, gần bên cửa của Saliket, trên đường cái quan đi lên, trạm nào trạm ấy chia thế này. Có 17. Phía đông mỗi ngày 6 người, phía bắc mỗi ngày 4 người, phía nam mỗi ngày 4 người, các kho từng 2 người một. Có 18. Nơi hậu đường phía tây, đường cái quan 4 người, hậu đường 2 người. Có 19. Đó là các ban giữ cửa thuộc hàng con cái họ Gora và con cái Merari. Phần các phận vụ Levit khác. Câu 20. Có những Levit anh em họ cài các kho báu trong nhà của Thiên Chúa và các kho trữ của thánh. Câu 21. Con cái Laodan, tức là con cái họ Gerson, Chi Laodan và các tộc trưởng của Laodan, người họ Gerson gồm có họ Jerchiel. Câu 22. Con cái họ Yichael cùng có Yetan và Joel em ông. Con cái cai các kho báu của nhà Gia-vê. Câu 23. Con về các họ Abram, Yisa, Hebron và Uziel. Câu 24. Thì Subael con của Gersom, con của Môsê làm giám đốc các kho báu. Câu 25. Còn anh em bà con ông Chi-eli Ezer là Rechabiyahu con ông, Isaiahu con ông, Joram con ông, Zikri con ông, Salomot con ông. Câu 26. Ông Salomot này và các anh em cai quản kho của thánh do vua David, các trưởng tộc, trưởng cơ, bách quản và binh tướng đã cung hiến. Câu 27. Họ đã lấy trình chiến phẩm mà cung hiến để tài trợ nhà Gia-vê. Câu 28. Và những điều Samuel thầy chim, sau con của Wis, Abner con của Nơ, Joabe con của Seria và những người khác đã cung hiến, tất cả đều đặt dưới quyền quản sắp của Salomốt và anh em ông.
có hay chính, họ Jisa có cơ Nayahu và các con ông đứng làm ký lục và thẩm phán quản đốc việc bên ngoài trên Israel. Có 30 họ Hebron có Khasa Yabahu. Có Khasa Bayahu là và anh em ông 4.700 người tài cán lo cai trị Israel bên kia sông Jordan về hướng Tây về mọi việc của gia viên và dịch vụ của vua. Có 31 họ thuộc họ Hebron đầu là Zeriza vì họ Hebron chứa theo gia phả của họ. Thì 50-40 đời vua David người ta đã khảo sát và tìm thấy họ có những người anh tài ở Jazer xứ Galaad. Có 32 anh em ông là những người tài cán 2.700 người những trưởng tộc David đã đặt họ cài các nhóm Ruben, Gad, nửa chi tộc Manasseh đều lo tất cả những điều liên quan đến Thiên Chúa và nhà vua. Phần tổ chức quân sự và dân sự chương 27 câu 1 con cái Israel theo sổ các trưởng tộc, các trưởng cơ và bách quản và các ký lục cai các nhân viên phục vụ nhà vua về các bang hàng tháng luân phiên vào và ra suốt các tháng trong năm, mỗi bang là 24.000 người. Câu 2, cai bang thứ nhất, tháng thứ nhất, Ibaon con của Yadiel thuộc ban ông, thuộc ban của ông là 24.000 người. Câu 3, ông thuộc hàng con cái Phares và làm đầu các tướng quân tháng thứ nhất. Có 4, cai bang tháng thứ hai gồm có Dodai người Akoa, ban của ông có Miqualot làm tư lệnh, thuộc ban của ông 24.000 người. Câu 5, tướng quân thứ ba cho tháng thứ ba là Benajahu con của Jehoiada, thượng tế thuộc ban của ông 24.000 người. Câu 6, Benajahu này là võ biền trong nhóm 30 và khi ông được đặt cai nhóm 30 người thì và khi ông được đặt cai nhóm 30 thì ban của ông được sang cho Amiyabat. Thì ban của ông được sang cho Amiyaba con ông. Câu 7, người thứ tư cho tháng thứ tư là Asahel em của Joabe rồi Jebadia con ông kế thay ông, thuộc ban của ông là 24.000 người. Câu 8, ngày thứ 5, người thứ 5 cho tháng thứ 5 là tướng Sammot họ Zira, thuộc ban của ông là 24.000 người. Câu 9, người thứ 6 cho tháng thứ 6 là Ira con của Iwet, người Togua, thuộc ban của ông 24.000 người. Có 10, người thứ 7 cho tháng thứ 7 là Khelet, người Belet thuộc hàng con cái của Ephraim thuộc ban của ông 24.000 người. Có 11, người thứ 8 cho tháng 8 Siberkai người Khusa họ Gera thuộc ban của ông 24.000 người. Có 12, người thứ 9 cho tháng 9 là Abiezer người Anatot thuộc Benjamin thuộc ban của ông 24.000 người. Có 13, người thứ 10 cho tháng 10 là Maharai người Netopa họ Zera thuộc ban của ông 24.000 người. Có 14, người thứ 11 cho tháng 11 là Benaya người Biraton thuộc hàng con cái Ephraim thuộc ban của ông là 24.000 người. Có 15, người thứ 12 cho tháng 12 là Keladai người Netopa thuộc họ Otniel thuộc ban của ông là 24.000 người. Có 16, cai các chi tộc Israel trên Ruben thủ lĩnh Eliezer con của Zikri trên Simeon Sơphat Yahu con của Maaka. Câu 17, trên Levi Khasabia con của Wormuel trên Aharon Sado. Câu 18, trên Juda Elihu trong các anh của David trên Issachar, Omri con của Mikael. Câu 19, trên Zabulon Zimayahu con của Obadiahu trên Nephtali Jerimoth con của Azriel. Câu 20, trên con cái của Ephraim Hose con của Azayahu trên nửa chi tộc của Manasseh Yoel con của Bedayahu. Câu 21, trên nửa chi tộc của Manasseh ở Galaad là Gideo con của Zakariahu trên Benjamin Yaasiel con của Abiner
Câu 22, trên Dan, Azarel, con của Jerocham, đó là hàng thống lĩnh của các chi tộc Israel. Câu 23, David đã không đăng sổ những người trong họ từ 20 tuổi trở xuống, vì Giave đã phán là người đã là người sẽ cho Israel nên nhiều như sao trên trời. Câu 24, Joabe con của Soria đã bắt đầu đếm số, nhưng ông chưa hoàn tất thì thằng nộ đã xảy đến trên Israel, nên con số đã không được đưa vào trong sách ký sự của vua David. Câu 25, cai các kho lẫm của vua gồm có Amavet con của Adiel cai các kho lẫm ở vùng quê, các thành, các làng, các tháp. Jehonatan con của Uzziahu, câu 26, cai các nông phu lo công việc đồng áng gồm có Enzi con của Kelu. Câu 27, cai các vườn nho gồm có Simei người Rama, cai những người lo kho rượu nơi các vườn nho là có Jabdi người Sepham. Câu 28, cai vườn cây dầu ở và sung ở vùng hạ bạn Baon Canaan người Gada, cai các kho dầu là Joat. Câu 29, cai bò vặt chăn ở Saron là Si trai người Saron, cai bò vặt ở thung lũng là Savat con của Adlai. Câu 30, cai lạp đà là Obil người Ismael, cai lừa cái gồm có Jehedayahu người Merenot. Câu 31, cai dê cừu là có Zazi thuộc dân Hagat. Tất cả các người này là quản lý tài sản thuộc về đây vua David. Câu 32, Jehonatan chú của David là cố vấn, ông là một người thông minh và có học thức. Jehiel con của Khamoni lo cho các hoàng tử. Câu 33, Akitophel cố vấn của vua. Khusai là vương hữu. Câu 34, Jehoiada con của Benaiahu và Abiathar thay chổi cho Akitophel. Joabe là tướng quân của vua. Phần chỉ thị của David về đền thờ, chương 28, câu 1. David đã hội lại ở Jerusalem tất cả những người cầm đầu Israel, các người cầm đầu các chi tộc, trưởng các bang lo phục dịch nhà vua, các trưởng cơ, các bách quản, những người cai mọi thứ tài sản và súc vật của vua, hay trông nom đến các con ông làm một với các hoạn quan, các võ biên và tất cả những người anh tài. Câu 2, vua David trỗi dậy và đứng nói: Hãy nghe ta, hỡi anh em và là dân của ta, ta đã hoài bão xây nhà làm nơi an nghỉ cho khám giao ước của Giave, bề chân của Thiên Chúa chúng ta. Ta đã soạn sửa công việc xây cất. Câu 3, nhưng Thiên Chúa phán với ta, ngươi sẽ không xây nhà cho dân ta, vì ngươi là con người chiến tranh và mưa ngươi đã đổ máu. Câu 4, Giave Thiên Chúa của Israel đã chọn ta trong cả nhà cha ta mà cho làm vua trên Israel mãi mãi, vì ngươi đã chọn Giu-đa làm thủ lĩnh, và trong nhà Giu-đa người đã chọn nhà cha ta, và trong hàng lĩnh con cái cha ta người đã chiếu cố đến ta mà đặt ta làm vua trên tất cả Israel. Câu 5, cũng vậy trong tất cả con cái ta, bởi Giave đã ban cho ta được đông con, người đã chọn Salomon con ta mà cho ngồi ngay vương quyền của Giave trên Israel. Câu 6, người cũng đã phán với ta, chính Salomon con người sẽ xây nhà ta và các tiền đình của ta, vì ta đã chọn nó làm con ta và ta sẽ là cha nó. Câu 7, ta sẽ cho vương quyền nó cương vững mãi mãi, miễn là nó bền đổ thi hành các lệnh truyền và phán quyết của ta như ngày hôm nay. Câu 8, và bây giờ trước mắt toàn thể Israel, tức là đại hội của Giave, và có tai Thiên Chúa của chúng ta nghe biết, hãy nghe lời lẽ của ta, hãy nắm giữ và truy tầm tất cả các lệnh truyền của Giave Thiên Chúa của các ngươi. Ngõ hầu các ngươi được chiếm giữ đất tốt lành và trối lại cơ nghiệp cho con cháu các ngươi và sau mãi mãi. Câu 9, còn ngươi hỡi Salomon con ta, hãy nhìn biết Thiên Chúa của cha con và hãy lấy lòng thành hồn triều mến mà làm tôi người, vì Giave dò thấu mọi tâm hồn, biện phân mọi tâm trạng. Nếu con tìm kiếm người, người sẽ để cho con gặp. Nhược bằng con bỏ người, người sẽ thải con đi cho đến đời đời. Câu 10, bây giờ coi kìa, Giave đã chọn con để xây nhà cho người làm thánh điện, hãy mạnh mẽ lên mà bắt tay vào việc.
Câu 11, bấy giờ David trao cho Salomon con ông mẫu của tiền đình, mẫu của tiền đường và mẫu của chánh điện, cùng các tàn khố, các gác, các phòng bên trong và họa đồ của nhà bang, của nhà bàn xá tội. Câu 12, và mẫu tất cả những gì ông đã được thần khí hứng cho vì các tiền đình của nhà Gia-vê và các phòng xung quanh dành cho các kho báu nơi nhà của Thiên Chúa và các kho đồ thánh. Câu 13, cùng dành cho các ban tư tế và Lê Viết cũng như cho tất cả dịch vụ tại nhà Gia-vê và cả mẫu của tất cả các đồ thờ phượng nơi nhà Gia-vê. Câu 14, tất cả các đồ bằng vàng với vàng cân đủ cho mỗi đồ, cho mỗi đồ thờ, tất cả các đồ bằng bạc với bạc cân đủ cho mọi đồ thờ. Câu 15, các trụ đăng bằng vàng và đèn trưng ở đó với vàng cân đủ cho mỗi trụ đăng và các đèn của chúng, các trụ đăng bằng bạc với bạc cân đủ cho mỗi trụ đăng và các đèn của chúng tùy theo công dụng của mỗi trụ đăng. Câu 16, và vàng cân đủ cho các soạn bàn trưng hiến, cho từng soạn bàn và bạc cho soạn bàn bằng bạc. Câu 17, nĩa, quán tôn, bát bằng vàng ròng, những cái tô bằng vàng với vàng cân đủ cho mỗi tô, những cái tô bằng bạc với bạc cân đủ cho mỗi tô. Câu 18, hương án vàng luyện cân, luyện đủ cân, thêm mẫu của xa giá với những carubim vàng, trương cánh, phủ khám giao ước của Gia-vi. Câu 19, mọi sự ấy đều có trong thư đồ do tay Gia-vi và người đã thông tỏ cho ta tất cả các công trình kê trong mẫu. Câu 20, đoạn David nói với Salomon con ông, hãy ở mạnh mẽ và can đảm, đừng sợ hãi, đừng nhát gan, vì có Gia-vi Thiên Chúa của ta ở với con. Người sẽ không buông rơi con cho đến khi hoàn thành mọi công việc phục dịch nhà Gia-vi. Câu 21, và này, có các ban tư tế và Lê Viết xuân vào mọi việc phục dịch nơi nhà của Thiên Chúa và mọi công trình con có với tất cả những người tự nguyện sành sỏi vì mọi công tác, cùng các tướng lĩnh và toàn dân sẵn sàng vâng lời con về hết mọi sự. Phần các lễ vật, chương 29, câu 1. Vua David khi ấy đã nói với toàn thể đại hội rằng: Salomon con tôi, người độc nhất Thiên Chúa đã chọn, thì còn trẻ và non dại, mà công việc thì thật là vĩ đại vì lâu dài, không phải là cho người phàm mà là cho chính Gia-vê Thiên Chúa. Câu 2, tôi đã lấy hết sức mình soạn sửa cho nhà của Thiên Chúa tôi, vàng cho các đồ bạc, vàng bạc cho các đồ bạc, đồng cho các đồ đồng, sắt cho các đồ sắt, gỗ cho các đồ gỗ và ngọc mã não, ngọc đĩa cẩn, xích ngọc, đá đủ màu và mọi thứ đá quý, đá bạch ngọc từng đóng. Câu 3, ngoài ra bởi lòng sủng mộ với nhà của Thiên Chúa tôi, thì riêng tôi có gì là vàng bạc, tôi đã dâng cho nhà của Thiên Chúa tôi, không kể mọi sự tôi đã soạn sửa cho nhà thánh. Câu 4, tức là 3.000 tạ vàng, vàng Ophi, 7.000 tạ bạc đã luyện để giác tường các phòng. Câu 5, vàng cho các đồ vàng, bạc cho các đồ bạc, vai cho mọi công trình thủ xảo nhà nghề. Ai trong các ngươi hưởng ứng tự tay mang đồ lễ vật hiến cho Gia-vi hôm nay? Câu 6, bây giờ các trưởng tộc, những kẻ cầm đầu các chi tộc Israel, các trưởng ca và bách quản, những người cai việc của vua đã nhiệt tình, đã nhiệt liệt hưởng ứng. Câu 7, họ đã cúng cho công cuộc nhà của Thiên Chúa 5.000 tạ vàng, 10.000 quan tiền Darius, 10.000 tạ bạc, 18.000 tạ đồng, 100.000 tạ sắt. Câu 8, và những ai sẵn có châu ngọc thì cúng vào kho nhà Gia-vê, trao tay Jerchiel họ Gerson. Câu 9, dân chúng vui mừng vì các lễ lòng thành họ dân, quả họ đã có lòng thành nhiệt liệt hưởng ứng dân Gia-vê, cả vua David cũng rất đổi vui mừng. Phần David dâng lời cảm tạ, câu 10, đoạn David chúc tụng Gia-vê trước mắt tất cả đại hội. David nói: người đáng chúc tụng, lạy Gia-vê Thiên Chúa Israel và là cha của chúng tôi từ đời đời cho đến đời đời. Câu 11, là của người, lạy Gia-vê lớn lao và quyền phép, hy hoàng lẫm liệt và oai phong, phải tất cả mọi sự trên trời dưới đất là của người, lạy Gia-vê vương quyền và địa vị cao siêu trên mọi sự. Câu 12, do tự người phú túc vinh sang, chính người là đấng quản trị muôn loài, trong tay người quyền làm cho lớn mạnh bất cứ ai.
Câu 13. Và bây giờ lạy Thiên Chúa của chúng tôi xin tạ ơn Người và ngợi khen danh hiển vinh của Người. Câu 14. Quả thế tôi là gì? Dân tôi ngợi khen danh hiển vinh của Người. Câu 14. Quả thế tôi là gì? Dân tôi là gì mà chúng có sức đành lòng dân cúng như vậy? Vì mọi sự đều do bởi Người, chính tay Người ban điều chúng tôi dâng cho Người. Câu 15. Trước nha Người, chúng tôi chỉ là khách trọ, Người ngụ cư như tổ tiên chúng tôi hết thảy. Ngày đời chúng tôi như bóng lướt trên đất và không hy vọng. Câu 16. Lạy Gia-vê Thiên Chúa của chúng tôi, tất cả khối của này chúng tôi chắc lại mà soạn sửa xây cho Người. Ngôi nhà kính danh thánh Người đều là tự tay Người mà đến, và tất cả là của Người. Câu 17. Lạy Thiên Chúa của tôi biết rằng Người dò tâm can, Người ưa chính trực. Tôi xin nói với một lòng ngay, tôi đã tự nguyện dâng tất cả các sự này, và bây giờ tôi được vui sướng thấy dân Người tự động dâng hiến cho Người. Câu 18. Lạy Gia-vê Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel, tổ tiên chúng tôi, xin gìn giữ mãi cho lòng dân của Người một tâm trạng như thế, xin hướng lòng họ vì với Người. Câu 19. Và xin ban cho Salomon con tôi một tấm lòng thành biết giữ các lệnh truyền chứng tri luật đều của Người mà thi hành tất cả để xây lâu đài tôi đã chuẩn bị. Câu 20. Đoạn David nói với toàn thể đại hội, hãy chúc tụng Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi. Và toàn thể đại hội đã chúc tụng Gia-vê Thiên Chúa của tổ tiên họ. Họ đã khấu đầu bái lạy Gia-vê và nhà vua. Phần Salomon lên ngôi, David chết. Câu 21. Và người ta đã tế cho Gia-vê lễ tế, đã thượng hiến những thượng hiến cho Gia-vê. Hôm sau ngày ấy, 1.000 bò tơ, 1.000 cừu, 1.000 chiên, với quán tế, với hy sinh vô vàng cho toàn thể Israel. Câu 22. Ngày ấy họ đã ăn uống trước nhan Gia-vê trong hân hoan mừng rỡ. Và họ đã tôn Salomon con của David lên làm vua, và đã sức giàu ông làm thủ lĩnh thay mặt Gia-vê, và Sa-đo làm tư tế. Câu 23. Rồi Salomon ngồi lên ngai của Gia-vê làm vua thay David cha ông. Ông đã được thịnh đạt và toàn thể Israel đã vâng lời ông. Câu 24. Tất cả các tướng lĩnh, các võ biền và cả những người con của vua David hết thảy đã suy phục vua Salomon. Câu 25. Gia-vê đã cho Salomon nên lớn lao và thăng bổng trước mắt toàn thể Israel. Người ban cho ông oai vệ vương giả mà không vua Israel nào trước ông đã có. Câu 26. Vậy David con của Isai đã làm vua trên toàn thể Israel. Câu 27. Những ngày ông làm vua trên Israel là 40 năm. Ông đã làm vua 7 năm ở Hebron và ở Jerusalem. Ông đã làm vua 33 năm. Câu 28. Ông đã chết vào lúc tuổi già phúc hậu, được no đầy tuổi tác, phú quý vinh sang, và Salomon con ông đã làm vua kế vị ông. Câu 29. Các sự việc đời của vua David từ đầu chí cuối thì này tất cả đã được chép trong ký sự của Samuel thầy chim, ký sự của Nathan tiên tri, ký sự của Ga thầy chim. Câu 30. Với tất cả những gì liên can đến triều ông, lòng dũng cảm và những biến cố đã ngang qua đời của ông và ở Israel cùng với các nước trong khắp các xứ.